Linh kiện RC test flycam C Fly Phase 2 Plus của anh Duẩn. Máy của anh bên tiếp nhận thì máy bị cháy ESC và hỏng một càng, và viên pin thì không tắt được. Ở đây bên em chỉ khắc phục cho anh phần ESC và càng thôi. Còn về viên pin thì cái này anh cứ cắm vào nó lên thôi, chứ em không thể không tắt được nữa. Anh phải cân nhắc đổi viên pin mới. Đây, em vừa kết nối vào flycam của mình rồi nhé. Rồi, hình ảnh truyền về ạ. 15 điểm CPS anh nhé. Gimbal này hoạt động bình thường. Sẽ khởi động máy lên bay lên luôn nhé. Đây, máy bay bình thường ạ. Máy giữ vị trí ổn định, không có rung lắc gì. Máy bay bình thường anh nhé. Hiện tại pin của máy đang hết nên là nó đang tự return home. Đấy, máy return home bình thường nhé. Thì máy không được ổn định, nên xin phép gửi trả lại máy cho anh.